Vâng ạ, em xin chào các bác. Thì hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 thì em có làm một cái video giới thiệu đến các bác, đó là cái mẫu xe Marusu Limited V7 là em đã có giới thiệu với các bác một hai video rồi. Hôm nay thì là em có cái buổi quay video này là em chiên khách hàng tháng 11, thì em có những cái gọi là giới thiệu đến với các bác, đó là những phụ kiện em trang bị cho xe khi các bác mua xe. Thì em có những cái tặng riêng ở cái chiên khách hàng này đến với các bác, những cái phụ kiện làm sao để tối ưu để các bác sử dụng tốt nhất khi các bác trang bị một chiếc xe. Thì hôm nay thì thứ nhất em sẽ vào em giới thiệu với các bác, em giới thiệu lại với các bác về chiếc xe này, và sau đó em giới thiệu tiếp về những cái phụ kiện em tặng cho các bác. Thì các bác cùng em vào khám phá chiếc xe xong và khám phá các phụ kiện em tặng cho các bác. Các bác nhé. Thì các bác cùng em tiến vào xem chiếc xe. Đây thì đầu tiên thì chiếc xe Marusu Limited V7 này thì được trang bị khung là khung carbon các bác nhé. Khung carbon 18K. Khung là khung carbon 18K này các bác này. Dây được trang bị chạy âm sườn rồi. Đây, đây là bản Limited V7. Thì cái dòng này người ta gọi là dòng Limited, tức là bản này gọi là bản giới hạn và là bản siêu tập các bác nhé. Bản này là bản siêu tập. Đấy, như có anh ruồi bấu đây là cẩn thận là trơn là ngã hay con này. xe thì được dây chạy trang bị chạy âm sườn hết rồi các bác ạ. Đây em quay cho các bác nhìn dây chạy âm sườn này các bác này. Còn chiếc xe Marusu Limited V7 này, chiếc này là chiếc size 46 các bác nhé. Em quay cho các bác nhìn, giống đứng là giống 46, còn giống ngang là giống 51,5 các bác nhé. Xe được trang bị bộ chuyển động Shimano 105R7000. Xe được trang bị bộ chuyển động Shimano 105R7000 các bác. Em quay vào chi tiết cho các bác nhìn luôn. 105 đấy các bác nhìn thấy chưa? Và xe được trang bị đùi đĩa của 105 các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Xe được sử dụng 52 xe được trang bị hai tầng đĩa. Đĩa to là 52 còn đĩa bé là 36 các bác nhé. Xích cũng là xích của Shimano các bác nhé. Đây em quay cho các bác nhìn. Xích là xích của Shimano đấy các bác ạ. Củ đề sau cũng là củ đề của Shimano 105R7000. Líp cũng là líp Shimano 105R7000 các bác nhé. Đây, líp đây các bác này. Líp của Shimano 105R7000. Mayer thì là Mayer vân carbon rồi. Mayer vân carbon. Máy kêu lổ đó các bác nhé. Máy kêu lổ đó các bác. Vành thì là vành nhôm, vành của Marusu các bác. Đây vành là vành nhôm, vành của Marusu, vành tem phản quang các bác. Lốp thì là lốp Matrix Sara. Lốp thì là lốp 700x25 các bác này. Đây các em mới rõ cho các bác nhìn nét luôn. Đây, cúc phanh sau thì sử dụng cúc phanh của Shimano 105 các bác nhé. 105 R7000 đấy các bác. Cọc yên thì là cọc yên carbon đấy các bác này. Yên thì là yên da mềm của Marusu. Xương yên này thì vẫn là xương yên nhôm đấy các bác. Nhôm mấy thép đây các bác này. Xương yên là nhôm thép đây. Còn cọc yên thì là cọc yên carbon rồi. Những tay lái, tay lái thì được trang bị tay lái cá mập đấy các bác. Tay lái dẹp, tay lái carbon, tay lái gọi là đầu cá mập đấy. Cá mập đầu búa đấy các bác. Như là vành bánh trước cũng thế. Mayer thì chạy vòng bi bạc đạn rồi. Mayer vân carbon đấy các bác. Sử xe sử dụng trục khóa tăng mở nhanh cho xe các bác nhé. Đấy các bác. Cục phanh trước cũng là Shimano 105 R7000. Đây mai em sẽ giới thiệu đến các bác các phụ kiện em tặng cho xe luôn. Đây các phụ kiện em tặng kèm theo xe để trang bị cho các bác. Rồi thứ nhất là cái mũ bảo hiểm này các bác này. Đây, em tặng em mũ bảo hiểm. Cái mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm Hero các bác nhé. Mũ này hiện tại em đang bán là 280.000. Cái mũ này. Cái mũ này gọi xốp, loại xốp siêu nhẹ các bác ạ. Còn đây là đèn, đèn trước các bác nhé. Đèn trước cắm củ sạc của củ sạc điện thoại các bác. Đây em lấy led cho các bác nhìn. Đây đèn trước cắm củ sạc điện thoại. Đây các bác nhìn chưa? Cái đèn này thì em bán là 140.000 các bác nhé. Đèn này đèn em bán 140.000. Đèn trước các bác ạ.
Còn đây là cái đèn hậu Ruby này các bạn này, đèn nháy hậu. Đây là cái đèn nháy hậu các bạn này. Đèn hậu sau. Đèn này em đang bán 80.000 và em đang sale còn 40.000 cho các bác. Ở đây là gọng bình nước các bạn này. Đây gọng bình nước cho xe. Đây là bình nước của em đây. Bình nước là bình nhựa các bác nhé. Đây là lọ dầu tra xích này các bác này. Đây là lọ dầu tra xích. Và đây là cái chân chống bắt trục các bác ạ. Đây chân chống bắt trục của bên em. Đây là chân chống bắt trục của bên em đây các bác này. Đây chân chống bắt trục. Chân chống này là chỉ bắt vào cái trục tăng mở nhanh đấy các bác ạ. Nó thay cho một cái nó thay cho cái ti sau, ti ở đằng sau các bác này. Cái ti mà để bắt với cả cái trục tăng mở nhanh của bánh sau. Đấy nên là có đây là 1 2 3 4 5 6 7. Đây em có 7 món tặng cho các bác. Cái chân chống này hiện tại đang bán là 150.000 các bác nhé. Đấy còn nếu mà như các bác ở xa thì em sẽ có riêng một cái là cái bộ lục giác để các bác gọi là dễ tháo lắp xe. Cũng như các bác ở xa cũng như các tỉnh xa thì em có tặng cho các bác một cái bộ lục giác để các bác tiện tháo lắp giáp xe. Đấy là cái những cái món mà em giới thiệu và khuyến mại tặng cho các bác. Đấy thì hôm nay xe đạp F3 em có cái giới thiệu đến với các bác cái sản phẩm xe Marusu Limited V7 đấy. Và những cái món khuyến mại em dành riêng tặng riêng cho các bác là theo cái gọi là tháng 11 bên em tri ân khách hàng. Thì cũng qua cái video này thì đấy em giới thiệu đến các bác cái sản phẩm và những cái khuyến mại kèm theo cái chiếc xe của Marusu Limited V7. Thì các bác thấy mẫu xe này ưng ý thì các bác có thể liên hệ bên em để đặt hàng. Theo cái số hotline em sẽ để cái đường link bên dưới thì các bác có thể liên hệ bên em để đặt hàng. Thì tôi em cũng xin phép chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của bên em. Em chào các bác ạ. Thì các bác nhớ đăng ký kênh và bấm vào nút đăng ký kênh của bên em để có những cái video mới nhất thì các bác sẽ có cái thông báo để các bác cập nhật tiếp những cái video của bên em. Em chào các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.